nguồn tin của phóng viên, vào khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 9, một đối tượng điều khiển xe máy không biển số đến một ngân hàng có chi nhánh ở Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đối tượng này đến trước quầy giao dịch của ngân hàng quăng một chiếc ba lô và dùng vật có hình dạng giống súng tự chế uy hiếp nhân viên đưa tiền. Thấy nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô ít, đối tượng tiếp tục để một gói, chưa rõ bên trong chứa gì, lên quầy giao dịch và tiếp tục uy hiếp nhân viên và bảo vệ của ngân hàng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vận động, kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí. Sau đó, đối tượng đi ra ngoài leo lên xe mô tô tẩu thoát. Tại hiện trường, chưa phát hiện ai bị thương, chưa kiểm đếm được số tiền đã bị cướp. Hiện lực lượng công an tỉnh Tiền Giang đang tập trung truy bắt đối tượng. Những ngày gần Tết Trung Thu, nhiều phi công đã phản ánh khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài xuất hiện vật thể bay không người lái và đèn trời có nguy cơ uy hiếp an toàn bay. Riêng ngày 23 tháng 9, có 4 trường hợp tổ lái các chuyến bay thông báo phát hiện đèn trời và các vật thể không người lái trong quá trình tiếp cận hạ cánh, cất cánh lấy độ cao ở khu vực thuộc huyện Đông Anh và Sóc Sơn. Qua kiểm tra xác minh, công an các xã phát hiện phía đầu tay đường cất hạ cánh, khu vực xã Thanh Xuân tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu có thả đèn trời và phía đầu đông đường cất hạ cánh thuộc xã Xuân Nộn có thả diều. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã thiết lập sơ đồ các vùng ảnh hưởng đến hoạt động bay của đèn laser, đèn công suất lớn trong tài liệu khai thác sân bay gửi đến các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay và chính quyền địa phương để phối hợp kiểm soát. Trong đó, khu vực bay bị ảnh hưởng nặng bởi laser, bao gồm toàn bộ huyện Sóc Sơn, huyện Đông Anh, huyện Yên Phong, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, thôn Thượng Lễ, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 25 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn. Ca bệnh này khởi bệnh khi đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là một thanh niên 25 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân khởi bệnh ngày 17 tháng 9 và có các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, vã mồ hôi, ngứa, nổi mụn mủ ở cơ quan sinh dục nên đi khám, điều trị tại phòng khám tư, nhưng bệnh không thuyên giảm. Đến ngày 22 tháng 9, bệnh nhân đến Bệnh viện Gia Liễu, thành phố Hồ Chí Minh khám. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ nên đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh. Và đến ngày 23 tháng 9 cho kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ. Trước đó, ngày 16 tháng 9, bệnh nhân tiếp xúc với bạn gái ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Hiện người này đang có triệu chứng phát ban quanh cơ quan sinh dục và CDC Đồng Nai đã chuyển thông tin cho CDC Bình Dương xác minh, điều tra xử lý. Ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 4 bị cáo Vương Văn Thành, 36 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Định Quán, 12 năm 6 tháng tù, Phạm Say Dinh, 33 tuổi, xã Phú Lợi, 8 năm tù, Trịnh Quốc Phú, xã Phú Lợi, 7 năm 6 tháng tù, Cao Sĩ Huy, 41 tuổi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, 7 năm 6 tháng tù, cùng về tội mua bán người. 7 bị cáo khác phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép cũng bị tuyên án từ 3 năm 6 tháng đến 7 năm tù giam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2022, Thành, Phú, Dinh, Huy sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội, đăng tuyển lao động với mức lương thu nhập cao, lừa người Việt Nam đem sang công ty Bet365, công ty Casino Las Vegas, Sum Hotel, Casino và các công ty khác có trụ sở tại Campuchia do người Trung Quốc quản lý để bóc lột sức lao động. Trong đó, Thành hưởng lợi số tiền hơn 180 triệu đồng, Dinh hơn 420 triệu đồng, Phú gần 180 triệu đồng và Huy 27 triệu đồng. Chiều ngày 25 tháng 9, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết, bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công lấy cục pin có đường kính 15mm trong hốc mũi bé gái 4 tuổi. Sau phẫu thuật, bé tỉnh, hết sốt, không đau. Trước đó, sáng ngày 22 tháng 9, bé gái quê tỉnh Sóc Trăng sốt cao, đau nhức mũi, kèm theo chảy dịch nên được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị. Bác sĩ Nguyễn Hồng Trứ, trưởng phòng khám tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, cục pin khi được lấy ra đã cháy khét gần 80%, nếu không được xử trí kịp thời,
tính mạng của bệnh nhân sẽ rất nguy hiểm. Sáng ngày 25 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho hay vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thị Tuyết Mai, 25 tuổi, trú tại phường Mỹ Bình và Trần Hoàng Khả Vi, 21 tuổi, trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 4 năm 2023, Mai rủ Vi đi tìm A, 25 tuổi, nhân viên spa ở thành phố Long Xuyên để yêu cầu cô này trả cho Mai 58 triệu đồng và Vi 160 triệu đồng tiền nợ. Cô này năn nỉ được trả hàng tháng nhưng Mai và Vi không đồng ý. Lúc này, Mai đến móc túi A lấy chiếc điện thoại di động và hơn 1,5 triệu đồng, rồi yêu cầu A lên xe để trở về nhà trọ của A nói chuyện. Tại đây, Mai và Vi yêu cầu cô gái đưa mật khẩu đăng nhập vào các tài khoản ngân hàng trong điện thoại, nhưng cô gái không đồng ý. Mai và Vi thay nhau kiểm tra các thông tin trong điện thoại của A và cầm ngón tay cô này ấn vào điện thoại để mở mật khẩu. Sau khi nhận lại chiếc điện thoại di động Mai trả, A kiểm tra số dư trong tài khoản của mình phát hiện số tiền 27 triệu đồng đã được chuyển đến số tài khoản của Vi.